Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thi Thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một số thông tin trong ngày. Cảnh sát nặng chịu lòng khi bắt cụ bà trốn truy nã. Bà cụ tạt xăng đốt nhà. Trước đây bà Võ Thị Ánh Nga sinh năm 1940, chỉ ở một mình trong căn nhà tại đường Liên Khu 1-6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, và lớn ngôi nhà bà cụ cho thuê lấy tiền sinh sống. Năm 2010, chị Võ Thị Ánh Hà sinh năm 1959, có gái lớn bà Nga, mang cả đại gia đình, bao gồm chồng và 10 con, về tá túc nhà mẹ. Sống chung một thời gian, mẹ con liên tục xảy ra va chạm, bà Nga gợi ý con gái nên đưa chồng và đàn con dọn ra khỏi nhà. Bị mẹ đuổi, cô con gái bất hiểu gần giọng Ngôi nhà này tôi đứng tên, nếu phải ra khỏi đây, người đó chính là bà, không tin lời con, bà Nga lên Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân tìm hiểu và ngã ngửa khi biết được rằng căn nhà quả là đã sang tên cho con gái từ bao giờ. Trong hồ thơ thể hiện rõ bà Nga đã làm hợp đồng tặng ngôi nhà cho con. Bà lão phản đối quyết liệt cho rằng mình bị lừa. Theo lời khai của bà, trước đó con gái có nhờ bà thế chấp căn nhà để vay ngân hàng. Ngày 26 tháng 4 năm 2010, hai mẹ con ra phòng công chứng làm giấy ủy quyền cho con gái thế chấp căn nhà để vay 50 triệu đồng. Tuy nhiên, là do tôi giả cả lại không biết chữ nên con gái nó đã lừa tôi ký vào hợp đồng tặng nhà chứ không phải là hợp đồng vay tiền như đã nói. Bà lão tố cáo. Hồ sơ lưu ở phòng công chứng gia đình thể hiện ngày 26 tháng 4 năm 2010, bà Nga đến làm hợp đồng tặng cho con gái Võ Thị Ánh Hà quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Từ hợp đồng này chị đã làm thủ tục sang tên chị Ngày 4 tháng 6 năm 2010, Ủy ban Nhân dân quận đã cấp sổ đỏ cho chủ mới. Mâu thuẫn này không được làm rõ, đã đẩy xung khắc giữa hai mẹ con lên mức dữ dội. Mỗi khi không vừa ý điều gì là người con gái lại mặt nặng mặt nhẹ khó chịu với bà, mắng chửi ngược đãi, nhiều lần đuổi thằng thân mẹ ra khỏi nhà. Trưa ngày 4 tháng 3 năm 2013, khi cả gia đình con gái đang ngủ trên gác dép, bà già 6 tuổi đã nảy sinh ra ý định đốt nhà cho bó tức. Bà Nga sẽ cần nhựa đi mua 50.000 tiền xăng, đổ lên yên hai xe máy đựng trong nhà. Tiếp đến bà ngắt cậu giao điện, sau đó lấy một tờ báo chầm lự ném vào hai chiếc xe. Ngọn lự bụng lên nhanh chóng lan ra. Thời điểm đó căn nhà có khoảng 10 người bao gồm hai vợ chồng chị Hà và các con đang ngủ trên gác xếp. Người thấy mùi khét thì các nạn nhân thấp thanh tri hô. Vụ cháy đã thiêu hủy hai chiếc xe máy và nhiều tài sản trong nhà, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng đứa con bé nhất của gia đình bị bỏng nặng để lại hậu quả nặng nề sau đám cháy. Về phía bà Nga, sau khi chăm lửa đốt nhà đã âm thầm bỏ đi đâu không ai biết. Giữa năm 2013, lệnh truy nã bà lão được chuyển về phòng cảnh sát truy nã tội phạm PC052 Công an thành phố Hồ Chí Minh, giao cho trinh sát Nguyễn Thành Công, Xác minh Thành nhân được biết bà Nga có đến 4 năm người con, nhưng sau khi sự việc xảy ra, bà không ở với người nào mà đi bán vé số rồi sống làng bạt khắp nơi, hành tung khó xác định. Mất nhiều ngày lần theo dấu vết cuối cùng trình sát đã xác định được chỗ ở của đối tượng. Sau một thời gian lang bạc khắp nơi, bà Nga xin được một gia đình ở phường Bình Trị Đông A cho căn tắm bạc trước vệ hè nhà họ. Hình ảnh mà trinh sát truy nã nhìn thấy không phải là một tên tội phạm bậm trợn lì lợm, mà chỉ là một cụ già yếu ớt, tóc bạc trắng nằm co ro trên chiếc võng cũ mái nhà của bà chỉ là một tấm bạt rộng bằng chiếu một túi ni lông treo vài bộ quần áo một túi khác treo một cái son vài cái chén hôm trinh sát đến thì có lẽ bà bị mệt không đi bán vé số được cho nên bà ngủ thêm thiếp mỗi giờ trôi qua nhìn dáng ngủ khổ sở của bà cụ trong lòng trinh sát cảm thấy nặng nề trinh sát còng kệ có lúc tôi nghĩ hay quay về không bắt nữa nhưng một phần đó là nhiệm vụ. Phần nữ đã có lệnh truy nã. Tôi không bắt thì người khác cũng sẽ bắt. Tôi cố gắng làm cách nào đó để bà lão cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Một lúc sau trinh sát mới tiếp cận mở lời. Cô có phải là cô ánh Nga không? Nghe con nghe nói là cô có mâu thuẫn với con gái. Con là công an. Mời cô về phường nói chuyện được không? Nghe thấy có người nói đến nỗi ấm ức bảy lâu nay. Bà cụ lên xe rồi về phường. Bà lão tâm sự, sau khi đốt nhà xong, bà bỏ đi do thiếu hiểu biết pháp luật, nên không biết rằng đó là hành động vi phạm pháp luật. Bà càng không biết là mình bị truy nã. Khi bà nhìn thấy lệnh truy nã có dán ảnh mình, bà cụ gào khóc thảm thiết. Con tôi, nó cướp nhà tôi, mấy chú không bắt nó, lại đi bắt tôi. Rồi bà chửi mắng và còn định xong vào đánh cả trinh sát. Nhớ lại lúc đó trinh sát buồn. Những lần khác tìm được đối tượng truy nã, Tôi bắt họ về quy án tôi thấy nhẹ cả người Mà sau lần này tôi thấy nặng trĩu trong lòng Chỉ vì lòng tham mà tình mẹ con, bà cháu tàn nát hết cả Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bà Nga Phạm tội hủy hoại tài sản Hội đồng xét xử nhận định bị cáo giả yếu hành vi cũng xuất phát một phần từ lỗi của bị hại Và bị hại cũng đã bái nại nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt Tòa tuyên xử bà Nga 2 năm tù cho hưởng án treo hơn 2 năm sau khi vụ án xảy ra, ngôi nhà cũ đã được xây thành một ngôi nhà khang trang hai lầu. Người mẹ già 75 tuổi gầy gò, già yếu, hiện vẫn làng bạc bán vé số kiếm sống khắp nơi. Bản án hội đồng xét xử tuyên thể hiện tính nhân văn của pháp luật, nhưng bản án lương tâm có lẽ sẽ còn trong lòng những người trong cuộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới.